Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em sẽ lên với tất cả anh em những cái chậu hồng yên thủy phải nói là cực kỳ đẹp và siêu 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 rẻ. Thì hôm nay anh trong câu lạc bộ anh thanh lý thì em lấy về em chia sẻ cho tất cả mọi người, rất mong được sự ủng hộ của tất cả anh em. Thì đây là một báo cáo tất cả anh em là một trong những cây hồng quốc dân. Đấy, có xuất xứ từ tỉnh Hòa Bình mọi người nhé. Ngày xưa gọi là hồng cây nhãn ấy, giá rất là cao, tuy nhiên bây giờ giá rất rẻ rồi, thì anh em lựa những chậu nào ok thì các bác sưu tầm. Và em xin được đi vào giò số 1. Giò số 1, một giò 90.000 đồng. Đây, có 5 đầu các bác nhé. Những cái chậu này nuôi đến cuối năm thành tác phẩm hết mọi người ạ. Có những cây ở đây nó vàng lá như này là không vấn đề gì nhé. Lên đến lá thứ 4, thứ 5 là nó sẽ hết, bởi vì anh ấy để chỗ hơi cớm nắng. Chậu số 2, 100.000 đồng. Đây các bác này. Cây hồng yên thủy này trước là 20 triệu 1 cm các bác nhé. Đây là một trong bộ ba hồng quốc dân phải nói là đỉnh nhất của phi điệp, dòng phi điệp. Chậu số 3 là 120.000. Chậu này thì gồm có 5 đầu. À, 4 đầu. 4 đầu thì nó cũng tương đối dài các bác này. Chậu số 3, 120.000. Chậu số 4, 120.000. Chậu này thì cũng 4 đầu. Đấy các bác nhé. Chậu số 5 là một chậu 2 đầu, 80.000. Đây 100% hồng yên thủy ship nhé. Cái lô này là các bác ấy bắt đáy anh em ạ, nhưng mà không thành công thì cuối cùng hãng về cũng bán đi. Chậu số 6 là một chậu 150.000. Đây 3 thân các bác nhìn này, 3 thân siêu đẹp luôn. Chậu số 7 là một chậu 120.000. Bác nào mà chơi va mà chưa có hồng yên thủy quả là một thiếu sót. Chơi lan mà không có hồng yên thủy đó là một thiếu sót cực kỳ lớn anh em nhé. Và những chậu này đáng giá chỉ bằng một chậu phi điệp thường, không có gì là đắt hơn mọi người nhé. Thậm chí nó còn rẻ hơn rất nhiều so với những cây hồng khác, mà cây hồng này mặt hoa cực kỳ đẹp. Cây số 8 là một chậu 120.000. Đây các bác này. Chậu này có 4 đầu. 4 đầu đây anh em nhé. Chậu số 9 là một chậu 80.000, chậu 80.000 này 3 đầu này, có một đầu nhỏ hơn ở dưới này. Đấy, kia nhỏ. Những chậu này về cuối năm nó phải dài đến 7-80 phân một thân đấy anh em ạ. Chậu số 10, 120.000. Trước đây thì những cái chậu như này có 20 triệu, đây chỗ này, chậu này phải 500 triệu là ít. Đấy, cái thời 2021 mọi người nhé. Chậu số 11 là 120.000. Chậu này thì một thân dài siêu đẹp. Đấy. Chậu số 12 là một chậu 130.000. Đây. Có 4 đầu, rất đẹp. Anh em xem lựa được chậu nào lấy nhé, bởi vì trong lúc đánh số thì thực sự là em cứ thấy nó xem nhau thì em cho giá lên như thế thôi, thực sự cũng gọi là lấy chút công thôi chứ không bán giúp cho anh ấy. Thì chậu số 11 là 12 là 130.000 này. Đấy, chậu số 13 là 130.000, chậu này thì dài hơn một tí. Đấy. Chậu số 14 là chậu 100.000, chậu này thì 3 thân. Đấy, 3 thân. Các bác nhìn để ý kỹ video, lên chậu nào là em chốt luôn cho anh em chậu đấy. Chậu số 15 là chậu dài nhất trong đám này và cao tiền nhất. Em chưa bao giờ bán một chậu lan mà nó giá nó rẻ mà nó đẹp như này nhé. Chậu 15 này 230.000, có 3 đầu dài và 3 kỳ trên thân này. Đấy. Về nhà các bác tách ra thành 2-3 chậu, 2 chậu. Chậu số 16 là chậu 100.000, chậu này 100 anh em nhé. Bác ấy để chỗ nó ít nắng nên nó hơi cớm một tí. Nhưng mà về anh em để lên sàn cao thoáng là nó sẽ khỏe lên. Chậu số 17 là một chậu 150.000, chậu này 3 thân. Chậu số 18, chậu này rẻ nhất trong cái đám này. Chậu này thì 5 thân, 5 đầu, 70.000. Bằng phi điệp thường luôn anh em. Thậm chí đối với những dòng mít, 5 cái đầu này còn không bằng 1 kỳ. Các bác ký biết ký mít sen hồng Hàm Yên nó hàng triệu, 2 triệu 1 kỳ. Chậu số 19, 100.000. Trời nó rẻ. Sưu tầm giống là chủ yếu thôi anh em ạ. Chậu số 20, 170.000. Chậu này 2 thân, 1 kỳ.
gọi là hàng cao tiền nhất ở đây, chưa bằng một kỳ mít châu số 21 120.000. Có ở nơi đâu mà rẻ như thế này, hàng tác phẩm. Chậu số 22 140.000. 3 kỳ, 3 kỳ đây. Đây nhá anh em nhá. Chậu số 23 100.000, chậu này 3 đầu. Chậu số 24 120.000. Đấy, những chậu còn lại kia là em chưa kịp lên số. Chậu số 25 170.000, chậu này các bác nhé. Chậu này gồm có hai thân dài và hai thân con phía dưới. Chậu số 26 140.000 hai thân. Chậu số 27 80.000 ba đầu. Chậu số 29, đây không có 28, quên mất. 29 là một chậu 120.000. Chậu số 30, một chậu 90.000. Chậu số 31, 170.000, có 3 đầu. Chậu số 32, 130.000, 2 đầu dài và 2 đầu ngắn. Đấy. À, còn tiếp, các bác xem nốt video, xem chốt được đơn nào thì nhắn cho em nhé. Thì đây mới chỉ là phần nhỏ của cái đơn ngày hôm nay thôi. Xin chào anh em nhé, hôm nay là có một bạn đến bán cho mình ít đuôi chồn. Em đổ ra đi. Hàng bóc rừng rất là đẹp nhé. Đuôi chồn rất xanh, rất đẹp. Đấy. Em cân cái ý ngọc lên đi xem. Được cân 6. Đây mọi người nhìn này, chồn này xanh, cực kỳ xanh. Cái này em lấy mấy ngày mới được con này? Em lấy một ngày. Một ngày còn không? Đi tìm vẫn còn nhưng mà chưa có thời gian. À thế đi 60 cây đến đây 60-70 cây. Đấy, mọi người thấy rất là vất vả nhé. Hái được cây đuôi chồn không còn phải mang đi bán nữa, rất là nhiều công đoạn. Anh em nào mà có nhu cầu thì nhắn cho mình nhé. Xin chào anh em nha. Hôm nay mình lại đến vườn của anh trong câu lạc bộ lấy cho anh em những cái chậu phú thọ này. Những chậu phú thọ như này giá chỉ có 70.000 một chậu thôi anh em nhé. Đây này, đổ đầu. Đổ đầu có những kỳ như này. Đấy, những chậu như này 70.000 anh em nhé. Nó đắt hơn rau muống tí thôi. Đấy. Đây. Khủng khiếp chưa? Ở đây tầm khoảng 100 chậu nha anh em nhé. Chậu to, chậu bé là đều có hết. Đấy, tuy nhiên là anh em nào mà lấy cái sạp này thì nhắn cho em. Thực ra là ở thời điểm này thì mua anh em nào chưa có giống về sưu tầm rất ok luôn nha. Cái này là kiếm cũng thế này. Kiếm chủ yếu là vị hoàng. Đấy, còn HO thì như mọi người thấy đây, HO thì giá cao hơn một tí. Đấy, những chậu như này tầm khoảng 150.000. Đỉnh cao chưa? Những chậu nhỏ hơn này thì rẻ hơn một tí. Anh em nhé. Đấy. Hàng rất đẹp luôn. Vị hoàng cũng có luôn anh em nhé. Bạch tuyết này, bảo duy này, bảo duy vừa nở. Đây hình như lại ra hoa tiếp. Bạch tuyết thì anh không bán, còn hồng yên thủy thì đây. Từ 100 đến 150.000 một chậu. Siêu đẹp. Lá nó hơi bị đốm một tí nhưng nó không việc gì nhé. Từ những lá này trở lên là không vấn đề gì luôn. Anh em nào mà ưng cái lô phú thọ này thì nhắn cho em nhé. Khoảng 90-100 chậu đấy. Còn bên này nữa này, rất nhiều luôn.
Đấy, cũng Phú Thọ, Hồng Yên Thủy, Yên Thủy, ngoài này tương đối nhiều. Ôi, nhiều lắm, chả biết hết chỗ để. Phú Thọ tác phẩm. Đây. Quá đỉnh. Hát o này. Rồi, xin chào anh em nhé.